Kính thưa quý vị, nhạc hội Stereosonic Sydney được tổ chức nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS, tin từ Sydney. Một số những DJ nhạc điện tử nổi tiếng nhất trên thế giới đã cùng xuất hiện tại Sydney trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc chiến chống lại căn bệnh HIV/AIDS. Các DJ nổi tiếng như David Guetta và Calvin Harris đã khiến đám đông người hâm mộ phải sao động tại liên hoan âm nhạc Stereosonic được tổ chức tại thành phố Sydney. Sự kiện âm nhạc này đã được tổ chức nhằm ủng hộ cho một album mới mang tựa đề Dance Red Slave Live 2. Album này đã được phát hành vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, với toàn bộ doanh thu bán đĩa được dùng để tài trợ thuốc HIV ở vùng cận Sahara, châu Phi. DJ Luke Steele của nhóm Empire of the Sun đã biểu diễn tại Stereosonic Sydney và đóng góp một bản dance trong album mới nói trên. Bên cạnh đó, một bộ đôi DJ nổi tiếng khác là Tritono cũng đã ra mắt một bản nhạc có tên là Deep Into Black, The Tritono Club Mix, cũng nằm trong album này. Red là một tổ chức từ thiện được thành lập vào năm 2006 bởi Bono của nhóm U2 và Bobby Shriver. Tổ chức này hoạt động với mục đích quyên góp tiền bạc cho cuộc chiến chống lại bệnh AIDS. Kể từ năm 1988 đến nay, ngày 1 tháng 12 đã được công nhận chính thức là Ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS.